Dạ xin chào cả nhà, hôm nay thì mình tới cái công trình của Phong đang làm, chuẩn bị công trình này chuẩn bị xong rồi nè, hôm bữa giờ còn quay nè. Phong ơi, hello em. Hello. Dạ. Chuẩn bị đâu mặc đồ đẹp vậy? Mới vừa xong anh, vợ em qua trước. À, hello em. Dạ. À, trời ơi, hai nay ra cho bà xã đi rước sướng ha. Dạ, hôm nay tại buổi sáng ra cái xe đóng nổ. À. Vợ nhà sửa, giờ vợ đi rước sáng đi xe biết mình qua. Chứ không phải giống nghẽo hả? Giống nghẽo muốn vợ chở đi rồi giờ muốn rước về đúng không? Tại xe giống nghẽo anh ơi. Xe nghẽo. Khỏe không em? Nghe Phong nói lúc nào gặp Phong không nhắc gì em hết trơn á. Dạ. À. Nói cứ nói là nói bữa nào rủ bà xã, nghe nói bà xã cũng biết hát chút mà rủ bà xã dạ, hát bài đi mà cứ nói là thôi ngại quá, ngại không dám lên hình, không dám hát. Em không biết hát gì đâu. Hả? Dạ, em không biết hát gì đâu. Thì thử đi chứ mẹ, không lẽ bây giờ không để giọng xã hát hay gì em không dạy được em một cái bài nào. Không hiểu hát đâu, em ở nhà không anh. Thử đi. Coi bữa nào cũng được, hay làm nay hôm nay được bài nào thì hát luôn. Tại nay sẵn dịp quay em đây nè. Thôi giờ em hai chồng mình hát tặng khán giả gia đình yêu mến mình bài đi. Nó kỳ quá. Vợ em không biết hát. Cái đồng kỳ. Biết đồng hát. Hát cái mốt cái nổi tiếng lây với ông xã luôn sao? Ai cũng biết đây bà xã Phong Sơn Nước á. Thôi giờ mình hát em hát đại đi. Hát đại bài đi, được không? Trời ơi chị. Chưa. Nói nghe nè. Chưa hát mà đứng mà rung rung cái tay mà búp bóp vậy rồi hát rồi sao trời có đâu sợ. Nhát mày không biết hát đó. Không hát. Rồi hôm nay là con em đi học ai rước? Dạ. Dạ, cậu không giúp dùm. À, dạ. Trời ơi, đang mưa, nãy có mang xe có mang mưa không? Dạ, dạ có anh. Dạ, em đang mưa. À. Thôi, giờ như vậy thì thôi... Chơi luôn đi, làm đại cái đi. Rồi, qua thôi. Có gì đâu cả nhà thấy không? Vợ Phong đứng bóp tay vậy hoài nè, mai chưa hát mà còn đứng rồi nhíu cái tay vậy. Đại luôn theo luôn anh. Được không? Ừ. Em là Điệp phải không? Điệp dạ, là dạ, cái gì Điệp vậy? Ngọc Điệp. À, hôm bữa là Phong có nói với anh đó là ở nhà có một cái bài tủ, mỗi lần mà nhà ăn cơm chiều mà lấy lo ra hay hát karaoke á là hai chồng hay hát cái bài đó đó. Nhưng mà hát đóng cửa hay không anh ơi? Đóng cửa hả? Bây giờ mở cửa đại cho khán giả xem, nãy giờ là mất nhiều thời gian nha. Dạ, anh đang xem là gần 3 phút nói chuyện rồi đó. Hai chồng mình hát. Hát đại bài đi, đại được không? Dù anh nghèo đó, bản dù anh nghèo đi cái giờ Phong Sơn Nước với Ngọc Điệp hai chồng để tặng khán giả trong nước ngoài nước một ca khúc cũng rất quen thuộc và ca khúc được mang tên là Dù Anh Nghèo. Vợ thì không biết hát hoặc hát sai lời, rất mong quý vị khán giả vui lòng bỏ qua và ủng hộ nước. Không phải ca sĩ đâu, nói chung là vui lâu lâu hát rất vui với ông xã một bài thôi ha. Xong rồi anh cũng hy vọng là khán giả sẽ yêu thương và từ đây trở đi là khán giả sẽ biết cái gương mặt rất xinh gái của bà xã Phong Sơn Nước nè. Đó, cười tươi lên đi, có đằng khảnh đúng không? Rồi thôi bây giờ em cứ sắp xếp đi rồi xong rồi lát mình ra ngoài mình quay cho sáng ha. Dạ. Trong đây điện chưa xong rồi đúng không? Dạ chưa, anh đợi em tí nha. Ok dạ, okay. Xong rồi ok. Rồi Điệp ơi, bớt rung cho Điệp. Bớt chưa? Chào khán giả đi. Rung quá trời rung nãy giờ, trời ơi. Có gì đâu, bình thường thôi. Nói chung là em cứ hát vui, mình cứ nghĩ là mình hát karaoke rồi sẵn dịp quay lại cho khán giả xem. Chủ yếu là xem Phong Sơn Nước hát. Bên cạnh đó thì sẽ hưởng ứng thêm cái giọng ca của Điệp nữa. Rồi xin mời cả nhà mình nghe bài nãy nói bài gì quên rồi. Dù anh nghèo. Ok, rồi xin mời cả nhà mình cùng nghe nha. Nhớ cả nhà mình hãy bình luận cho tiếng hát của bà xã Phong Sơn Nước như thế nào nha. Nếu mà hay á, được á thì cả nhà mình hãy thả tim, còn nếu không được thì cả nhà mình cứ bình luận động viên để cho em ấy có nhiều động lực nha, để lo cho ông xã mình ăn thêm bọc chút nữa cơm nước. Rồi xin mời cả nhà cùng nghe. Đến thăm tôi dù không đón mời,
vì anh quá nghèo đâu dám mơ môi. Canh gác không tên nằm trong phố nhỏ, gặp ghềnh qua lối quanh co, vào đây kịp sống đơn sơ. Khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều, dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu, lưu luyến bên nhau để thay buổi đầu, dù ngày mai có ra sao, miễn mình mãi được gần. Em ơi em ơi, tìm đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến thêm buồn. Thôi nhé đi anh, cha mẹ em nào khó, chỉ cần anh đến mà hai đứa yêu nhau chùm hai mái đầu. Lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Câu ái ân xin người ca suốt đời, dòng nghèo ta vắng chung đôi, miễn đừng có phụ lòng. Không muốn rời nhau. Câu ái ân xin người ca suốt đời, dòng nghèo ta vắng chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Câu ái ân xin người ca suốt đời, dòng nghèo ta vắng chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhớ. Trời ơi được mà, có dở đâu mà sợ. Thấy rung quá. À, đúng rồi khán giả. Ở nhà mình thấy không, nói chung là bà xã Phong hát cũng được nha, hay thì mình không dám nói tiếng hay nhưng mà hát cũng được, nhưng mà cố gắng nha. Em bị nhát quá, với lại nói cái kiểu giọng miền Tây riết quen rồi. Dạ. Đó, bị la giọng la miền Tây, đúng rồi, la giọng miền Tây. Dạ, nhiều. Dạ. Cố gắng mình tập thêm mấy cái loại chính tả nữa là hay. Dạ, đó, dạ. Cố gắng đi được mà. Dạ, dạ. Đừng có ngại, mốt lâu lâu rồi vài ngày chúng mình lên clip với ông xã mình đi. Dạ. Rồi hy vọng rằng cả nhà mình thương mến hai vợ chồng nha. Nói chung là cứ ủng hộ tinh thần cho hai vợ chồng Phong Sơn Nước đi, để cho các em được hạnh phúc nè, được
có nhiều cái sức khỏe trong cuộc sống để lo cho cuộc sống gia đình nha cả nhà, để bước qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Rồi thôi bây giờ chắc ốp tại đây để mình mời Phong sẽ tiếp tục hát một bài hát cạnh cho bà xã nữa.